Ok, mình khởi hành từ Nha Trang đi Ninh Hòa. Lớn. Lên đến tắm biển nha. Giọng ấm cúng mà mình ra nó không nghe rõ. Không chạy đi mà có đậu chứ. Không Ninh Hòa. Rồi, mình đi trên đường 2 tháng 4. Thẳng hướng là tới Ninh Hòa. Từ thành phố Nha Trang mà mình đi Ninh Hòa thì khoảng 45 phút đến 50 phút lái xe đó các bạn. Khoảng 33 đến 35 km. Đây, phía bên tay trái của mình nè, đồi núi rất là đẹp. Người ta trồng những cái cây dừa nữa nè. Nhìn hay ghê không? Bầu trời hôm nay rất là trong xanh. Xa xa đó là mình thấy người ta trồng những cái bụi chuối ven đường. Nhìn thích ghê không? Wow, đẹp á. Phía trước mình á là đồi núi nè, rồi những cụm mây trắng, bầu trời thì trong xanh, đường phố thì thoáng, cảm giác rất là thoải mái luôn á các bạn. Con đường mà từ thành phố Nha Trang mình về Ninh Hòa đó thì mình thấy cũng không có nhiều xe lắm. Xe mình đang ở Ninh Lộc nè các bạn. À, cũng còn khoảng mười mấy phút nữa là đến Ninh Hòa rồi. Ninh Hòa đó, mình mới đến lần đầu tiên thôi đó, cho nên đối với mình rất là lạ luôn, có nhiều cái cần để xem lắm. Còn Nha Trang á thì đây là lần thứ hai mình đến. Lần đầu tiên mình đến cũng trên 20 năm rồi, cho nên đối với mình á Nha Trang cũng lạ lắm, có nhiều cái để mình tìm hiểu nữa. Tại vì lần đầu tiên cũng quá lâu rồi, cho nên mình cũng không có còn nhớ gì nhiều. Hiện tại mình vẫn đang trên quốc lộ 1A, bây giờ mình vô tới Ninh Hòa nè. Rồi chạy ha.
Mình tới Ninh Hòa rồi các bạn ơi. Mình nghe nói bánh ướt ở Ninh Hòa rất là ngon, cho nên mình sẽ đi ăn bánh ướt trước nha. Rồi sau đó có thể là đi chợ để mua một ít trái cây, đi ra biển để tắm biển nè. Đường Trần Quý Cáp, đang chạy trên đường Trần Quý Cáp. Mình thấy đường phố rồi nhà cửa ở Ninh Hòa cũng rất là khang trang ha, yên tĩnh. Xe cũng ít, đường phố thì thông thoáng. Ok, mình đi ăn bánh ướt nha, ở cái quán nhỏ nhỏ trong hẻm. Đây, chúng ta làm bánh ướt, chú Khôi, bánh ướt chú Khôi. Lò chó. Bánh ướt cuốn ở Ninh Hòa. Ở trên này là có hẹ nè, với lại tôm. Đây có chả lụa. À, có chả lụa. Chả lụa nè. Cậu làm của cậu nè. Đây là chả. Chả là gì? Mình sẽ chấm với lại nước mắm mỡ hành. Với lại có một cái nữa là mắm nêm. Mình muốn chọn loại nào mình chọn. Đây mắm nêm đây. Mắm nêm này. Con này là nước mắm. Con này là mắm nước. Con này nước mắm. Nước mắm. Mắm. Heo đã xài. Ở này là xoài. Xoài bằm. Xoài bằm. Rồi con lấy cái con. Cho nên ôm nhem nhất nè. Cái màu mày là không kén ăn quá không. Nha, kén. Đây thôi nha. Cùng lại. Cái này là bột nè. Đồ ngon. Cùng lại giống vậy nè. Đây. Nè, cùng nè. Hả? Cũng này á. Ờ. Của mợ á, con kêu cuốn khỏi tôm. Cuốn thường thôi. Có bán hộp tôm thử nha, thử khi mà chấm nước mắm. Cho bỏ xoài vô ha. Bỏ xoài vô. Bỏ xoài vô. Xoài, bỏ xoài vô. Xoài, chả, rồi cuốn lại. Rồi cuốn lại. Cuốn lại. Ớt trái hay ớt kia? Ớt trái hay ớt bằng? Ớt trái mà. Ờ, cũng dở quá rác rồi. Đó. Nó xong rồi chấm. Chà bông này, còn bánh không lấy chà bông luôn á. Bột tôm mà. Bánh lấy hẹ không? Hẹ không à? Dạ đúng rồi. Lấy tôm cũng bỏ tôm rồi vậy. Trời ơi, cái đàn chỗ để bên kia đỡ đi. Đừng hổng hẹ là cho Thiên An á không xã? Anh bảo anh không ăn. Cái này hổng hẹ là cho Thiên An mà. Ăn nè, ngang 4 dĩa này thôi. Dạ, để bên này. Có loại nhẹ không? Chấm viên nước mắm. Dạ, ra đây rồi. Rồi, anh Nghi chấm. Trời ơi, rồi. Nát hết trơn. Cái này chà bạch chà, chà thịt đó. Chà thịt không mà chị, không có tôm đó. Chà anh Nghi. Chà bông heo, không phải tôm. Là mà chà bông heo thì được. À, ăn bình thường đi cô. Dạ, chà bông heo thì được cô, còn không ăn tôm. Dạ. Dạ, chà bông heo dạ. Được được là lạ. Quá. Mua gì là lạ. Đưa ra má nè. Thì anh nhìn chị nè. Chấm vô mắm nêm. Rồi bỏ vô miệng.
Ngon thật. Rồi. Ngon. Ngon ha. Ngon thiệt là ngon. Đủ của em đâu, đủ của em đâu. Em là bóc tay hả? Em bóc tay hả? Đủ. Đủ. Không biết đũa. Nó cầm cái đũa khó khăn đó. Có nẻ mà không biết cầm đũa. À, tập đi hôm qua đi ăn cầm đũa được mà cho nó ăn đũa đi. Không quyết định cầm đũa hả? Rồi thử. Đây, một tay. Rồi. Thử đi. Thôi bây giờ ăn nha. Bây giờ mình ăn đây. Ăn nhanh hơn nha, ai ăn nhiều dễ nhất thì đó trả tiền. Ok. Rồi, con lấy cái dĩa có cùng. Đây là chiến lợi phẩm. Anh Nhi 56 dĩa cộng 22 chiếc chả. 56 dĩa cộng 22 cái chả rồi hai chén trà bông. Anh Nhi 10 dĩa, Cúc Phương nhiều. 2 4 6 8 10. Con ở đâu vậy? Cúc Phương 11 dĩa, Nga nhiều. 13 dĩa. Nga 13 dĩa. Của bạn Nga là của bên Thiên An. Tức là của Thiên An sớt qua nữa đó. Là Thiên An 7 dĩa nãy. Thiên An 7 dĩa. Hòa nhập 8 dĩa. Chục dĩa. Hòa 10 dĩa, còn bao nhiêu đây? Chín dĩa. Tổng cộng tiền là khoảng 7 tỷ mấy. Tổng cộng là 238.000, rất là rẻ luôn. Ăn bụng no nê luôn, bao nhiêu đây người? 238.000, rất rẻ nha. 5 người lớp, 1 lớp. Một quán ở Ninh Hòa. Thị xã Ninh Hòa. Thị xã Ninh Hòa. Có cái cạp legit lắm mà. Ờ, đây là cái cạp đây. Cái này là gì? Trà bông. Đó. Cầm trà bông. Ăn rất là ngon luôn. Trà bông của Thiên An đó. Rồi, bây giờ thì mình đứng dậy đi về thôi. Thiên An còn 4 đũa nữa. Ở Thiên An còn cho con ăn đi con. Nhanh nào. Ăn ăn. Nhanh lên con, tới giai độ dây cái lúc phải độn rồi đó. Uống nó vô, từ từ thôi. Này sắp xuống xíu nữa cho mấy con tôm dưới biển ăn là vừa nè. Bên kia là chị chủ nè, chị chủ bán bánh ướt. Rất là dễ thương, ngồi cười hoài à. Dạ, bánh ướt nhà nghèo. Nhà có tủ chà bán. Đó còn có nói nha. Bớt đi. Nhà nghèo nhiều. Dạ, cho bánh nhà nghèo. Không, nhà cũng trống trải, không có gì trơn. Tại có nhiêu để trong nhà hết rồi. Chỗ này thì căn nhà nhỏ thôi. Ở đây có chị đi xuống đây. Nó trơn, nó trơn, nó kia còn bốn bữa nữa đâu vậy? Thôi mình ngưng nha. Đây, đây cái chỗ là chị chủ nấu bánh nè, tráng bánh nè. Có tráng bánh đâu mình đi qua đó mà quay. Tráng thử đi con, tráng tròn cái này cho lên YouTube nè. Đây. Đây chị chủ trắng bánh nha. Lại xem chị chủ trắng bánh. Ở bên Mỹ ở đây quay nhiều người đó. Đó ở bên Mỹ. Đó. Ở bên Mỹ quay nhiều. Để hai ba cái biểu diễn không giúp mà giới thiệu người luôn. Đợi khoảng bao nhiêu phút chị? Đợi khoảng bao nhiêu phút? Nhanh hai ba phút chứ không hai ba phút là nó chín à. Ờ 2 3 phút là nó chín. Mình để bột lên cái mình tráng mỏng ra, cái để 2-3 phút dở nắp ra là chín. Để trà bông lên. Chưa, để má quay cái này cái. Từ ở bên trong tiệm nhìn ra ngoài đường nè, ở trong một hẻm, trong cái hẻm. Đây. Chưa chín. Dạ. Tắt lửa rồi cho nên cái bếp nó hơi nguội, phải đợi lâu một chút. Có chó. Con chó hả con? Thì ăn no chưa kìa con? No. Hả, no rồi hả? Ừ. Còn có 4 3 cái nữa thì ăn 3 cái thôi. Cố lên. Ở đây bán bao nhiêu lâu rồi chị? 2 năm. 2 năm hả? Năm 2003. Dạ.
em ở bang nào? Dạ em ở Canada. Dạ. Thành phố Toronto. Dạ không, ở Edmonton. Căn cái hôm nó cô mới cô lên chút đó con cái chút và cuộc sống Canada. Thấy nhỉ. Quảng cáo nữa. Đây. Bánh tráng xong rồi đó. Bây giờ bỏ trà bông lên nha. Nè, Nga làm được nè. Đó, Nga làm đi. Đó. Nó là hẹ đó. Hẹ này là hấp hay sao chị? À, xào dầu. Xào dầu cái này là trà bông heo nha. Dạ. Đó, nhìn hấp dẫn ha. Là cái chén trà bông này với hẹ xào với dầu. Rồi nước mắm. Thật ngon luôn. Xong rồi đó. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Mai mốt á dịp ra Ninh Hòa tụi em ghé ăn nữa. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Tết năm nay em cũng về sao? Đem dạ đem thường khoảng 2-3 năm em mới về lần. Đi ra ngoài 2-3 năm nhiều lần. Đi ra lễ trước đi, hẹn quay lại hỏi á, bây giờ mấy ông Tây cũng luôn quay đó luôn với người Tây á. Dạ. Thấy hay hay á, tụi em quay ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, thôi giờ bà tụi em đi nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chị. Ăn cho xong hai cái nó luôn đi. Ok. Em kêu mà nó kêu gì? Rồi, Cúc Phương ăn tiếp. Đây, đây, cái mắm này ăn luôn ơi. Dạ, còn cái chén mắm bên đây thôi. Rồi, nước mắm bên đây. Cuốn vào, cuốn vào. Cuốn vào. Chấm vô mắm nêm hoặc là nước mắm. Có xoài nữa nha. Một cục. Ủa, anh Thiên An nó không ăn nữa hả? Thiên An, vô chỗ này nè. Thôi. Dạ, cái này là mắm nêm. Mắm nêm. Rồi, chấm vô. Rồi bỏ vô miệng. Nhai. Ngon quá. Bây giờ nhà mình sẽ đi chợ. Mình hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.